Thanh Đoàn vừa chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu nhất của con gái muội muội trên trang cá nhân sau thời gian dài. Đúng vào ngày 14 tháng 3, trên trang chính thức của cả hai con, hình ảnh mới nhất của muội muội khi tham gia tập thể dục cùng ba và cha đã được công bố, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bay cao lên trời, hey, lên sang ngang bằng vai, ba, lên sang sông chiếc nền, bốn, buông cả hai tay, giỏi. Cuối năm 2022, Hà Chí Quang và bạn trai đón hai con một trai, một gái bằng phương pháp mang thai hộ. Diễn viên vốn kín tiếng chuyện tình cảm nhưng từ khi công khai tình yêu, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên bạn đời trên trang cá nhân. Nghệ sĩ từng cho biết, tôi không hứa nhiều, chỉ mong cùng bạn đời cố gắng sống bền vững, cùng lo lắng chăm sóc cho bản thân, gia đình, con cái. Trước đó, diễn viên và bạn đời cùng xây biệt thự rộng 3.000m2 ở Đồng Tháp để nghỉ dưỡng. Họ cũng mua thêm nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh sống, làm việc. Người yêu của Hà Chí Quang đóng một số phim ngắn hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Ngoài ra, Thanh Đoàn kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online. Hà Chí Quang, 37 tuổi, sinh ở Vũng Tàu, là diễn viên truyền hình quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Anh từng tham gia các tác phẩm Lâu Đài Tình Ái, Hoa Dã Quỳ, Những Mảnh Vỡ Phù Hoa, Khóc Thầm, Dương Cầm. Diễn viên Hà Chí Quang và người yêu, Thanh Đoàn, làm đám hỏi vào tháng 10 tại Đồng Tháp sau 6 năm bên nhau. Diễn viên cho biết mời một số đồng nghiệp thân thiết trong showbiz bùng cháp. Cả hai đãi tiệc tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi làm lễ gia tiên tại Đồng Tháp. Họ cũng chụp 4 bộ ảnh chuẩn bị cho đám cưới vào năm 2024.